Liên Hiệp Quốc gặp khó khi viện trợ lương thực ở Haiti vì chiến tranh băng đảng. Một quan chức viện trợ cho biết hôm thứ Ba ngày 12 tháng 7, Liên Hiệp Quốc đã buộc phải chuyển viện trợ nhân đạo và công nhân trên khắp Haiti bằng đường hàng không và tàu thủy vì bạo lực băng đảng đã trở nên quá tồi tệ ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan viện trợ đang phải vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày càng trầm trọng tại đất nước này. Một thị trưởng địa phương cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các băng nhóm kể từ hôm thứ Sáu, một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng ở quốc gia Caribe này. Chương trình Lương thực Thế giới FFP cho biết việc giao hàng của họ đã gặp khó khăn và họ đang tìm các phương pháp để vượt qua các băng nhóm để tiếp tục giao hàng. Jean Martin Bauer, giám đốc WFP tại Haiti nói với các nhà báo, bạo lực này đã ảnh hưởng đến thị trường, thương mại, sinh kế và nó đã chia các thành phố với phần còn lại của Haiti. Lạm phát lương thực ở mức khoảng 52%, một phần do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine lên tăng lên giá cả. Hơn 1 triệu người dân ở thủ đô đã bị mất an ninh lương thực và việc vận chuyển các nguồn cung cấp cây nhà lá vườn như chuối không thể đến đó bằng đường bộ vì các xe tải có nguy cơ bị bắn hoặc bị kẹt trên đường đi, Bauer nói. WFP đã thiết lập một dịch vụ phà đưa hàng viện trợ lương thực nhập khẩu vào Port-au-Prince đến các vùng khác của đất nước và cũng nên sử dụng các chuyến bay ngắn cho công nhân của mình. Bauer cho biết họ đã vận chuyển khoảng 2.000 tấn hỗ trợ theo cách đó. Cũng như các hòn đảo Caribe khác, Haiti phụ thuộc nhiều vào nguồn thực phẩm nhập khẩu ngay cả trước cuộc khủng hoảng hiện nay.